Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi chương trình cập nhật thông tin thời sự nổi bật trên kênh YouTube Báo Sài Gòn Giải Phóng. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Mời quý vị cùng theo dõi. Israel không kích Rafah trả đũa Hamas. Theo thông tin từ báo tin tức, Israel đã không kích vào thành phố Rafah phía nam Gaza hôm 26 tháng 5, khiến ít nhất 35 người thiệt mạng. Trước đó vài giờ, Hamas phóng một loạt tên lửa vào Tel Aviv lần đầu tiên sau nhiều tháng. Quân đội Israel xác nhận về cuộc không kích nhằm vào Rafah và cho biết động thái này nhằm mục tiêu vào một cơ sở của Hamas, nơi có các thành viên cấp cao. Trong khi đó, người phát ngôn của tổ chức Trăng Lưỡi Liềm Đỏ Palestine, PRCS, tuyên bố số người chết có thể sẽ tăng lên khi công tác tìm kiếm và cứu hộ vẫn tiếp tục ở khu Tan al-Sultan của Rafah, cách trung tâm thành phố khoảng 2 km về phía tây bắc. PRCS khẳng định rằng địa điểm này đã được Israel chỉ định là khu vực nhân đạo và không nằm trong các khu vực mà quân đội Israel đã ra lệnh sơ tán hồi đầu tháng. Cuộc tấn công diễn ra vài giờ sau khi còi báo động vang lên ở Tel Aviv và khắp miền trung Israel lần đầu tiên kể từ tháng 1. Lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết một loạt 8 quả rocket được bắn từ khu vực Rafah. Hệ thống phòng không của Israel đã chặn hầu hết các rocket. Một số chuyến bay tại sân bay Ben Gurion đã bị hoãn hoặc hủy. Lữ đoàn Al-Qassam, cánh vũ trang của Hamas, tuyên bố trên Telegram rằng lực lượng này đã tiến hành vụ tấn công vào các rocket được phóng để đáp trả cuộc thảm sát nhằm vào người dân thường. Sau vụ việc, thành viên nội các chiến tranh của Israel, ông Benny Gantz khẳng định cuộc tấn công hôm nay từ Rafah là bằng chứng cho thấy IDF phải hành động ở bất cứ nơi nào Hamas hiện diện. Gần 9 tháng kể từ khi xung đột Israel-Hamas bùng phát, Rafah là địa điểm duy nhất của dải Gaza chưa phải đối mặt với giao tranh trên bộ. Hơn một nửa trong số 2,3 triệu dân của Gaza đã đến Rafah để trú ẩn. Israel đã nhiều lần tuyên bố rằng một chiến dịch trên bộ ở Rafah, nơi Tel Aviv cho rằng có lãnh đạo của Hamas và con tin, là cần thiết để đạt được chiến thắng toàn diện trước lực lượng này. Khoảng 1 triệu người đã buộc phải sơ tán kể từ khi Israel bắt đầu di chuyển vào rìa phía nam và phía đông của thành phố hồi đầu tháng 5. Việc vận chuyển hàng viện trợ đã đình trệ do cửa khẩu biên giới Rafah và Kerem Shalom gần đó bị phong tỏa do giao tranh ác liệt. Trước đó, ngày 24 tháng 5, Tòa án Công lý Quốc tế ICJ đã ra phán quyết yêu cầu Israel tạm dừng các hoạt động quân sự ở Rafah. Israel cùng ngày đã bác bỏ phán quyết này. Hamas dồn dập phóng tên lửa cỡ lớn từ Gaza tấn công Tel Aviv. Trong một hành động nhằm thể hiện sức mạnh quân sự bất chấp cuộc tấn công của Israel vào dải Gaza, phong trào Hồi giáo Hamas đã dồn dập phóng tên lửa tấn công Tel Aviv, khiến quân đội Israel lần đầu tiên trong tháng 4 phải phát còi báo động tại Tel Aviv. Thông tấn xã Việt Nam đưa tin, ngày 26 tháng 5, quân đội Israel cho biết ít nhất 8 quả tên lửa đã bắn vào miền trung nước này từ phía thành phố Rafah ở phía nam dải Gaza. Lực lượng phòng không Israel đã đánh chặn thành công một số quả tên lửa này. Trước đó, quân đội Israel đã phát còi báo động khắp khu vực miền trung nước này, bao gồm thành phố Tel Aviv, cảnh báo đề phòng tên lửa phóng tới. Đây là lần đầu tiên trong vòng 4 tháng qua quân đội Israel phát còi báo động tại Tel Aviv. Hiện chưa có báo cáo về thương vong hoặc thiệt hại nào sau vụ việc. Trong khi đó, lữ đoàn Al-Qassam, cánh vũ trang của phong trào Hồi giáo Hamas, tuyên bố đã tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa cỡ lớn vào Tel Aviv. Thông báo trên Telegram ngày 26 tháng 5, Al-Qassam cho biết vụ tấn công nhằm đáp trả hoạt động thảm sát của quân đội Israel nhằm vào dân thường ở dải Gaza. Kênh truyền hình Al-Aqsa của Hamas đưa tin nhiều tên lửa đã được phóng từ dải Gaza. Cùng với việc phát lại clip do lữ đoàn Al-Qassam công bố, hãng tin Reuters nói rằng họ không thể xác minh độc lập địa điểm hoặc ngày quay đoạn video này. Diễn biến trên xảy ra trong bối cảnh các nhà hòa giải của Mỹ, Ai Cập và Qatar vẫn đang xoay sở để đạt được bước đột phá hướng tới thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas. Sau hơn 7 tháng nổ ra xung đột, phía Israel tìm cách giải cứu các con tin đang bị Hamas giam giữ, trong khi phía Hamas muốn chấm dứt hoàn toàn xung đột và Israel thả các tù nhân Palestine đang bị giam giữ tại nước này. Loạt tên lửa cỡ lớn tấn công Tel Aviv vào miền trung Israel. Thông tấn xã Việt Nam dẫn nguồn tin từ truyền thông Israel ngày 26 tháng 5, một loạt tên lửa cỡ lớn đã nhắm vào Tel Aviv và miền trung Israel, lần đầu tiên sau nhiều tháng được bắn từ dải Gaza. Sau đó, người ta đã nhìn thấy hàng loạt tên lửa đánh chặn phóng từ hệ thống phòng không vòm sắt Iron Dome ở miền trung Israel. Trong khi đó, còi báo động vang lên ở Heliza, Kafar Shmariahu, Ramat, Hasharon, Tel Aviv, Peta, Tikva và một số cộng đồng nhỏ hơn. Hamas trong một tuyên bố đã nhận trách nhiệm về vụ phóng tên lửa lớn, loạt tấn công đầu tiên xảy ra ở miền trung Israel sau gần 6 tháng.
Những hình ảnh được đăng trên mạng xã hội cho thấy loạt tên lửa do Hamas bắn vào miền trung Israel dường như được phóng từ khu vực Rafah ở phía nam dải Gaza. Đài phát thanh quân đội Israel thông báo cho biết nhiều tên lửa được bắn từ các bệ phóng cách binh lính IDF ở dải Gaza hàng trăm mét. Lực lượng cứu hộ đang xem xét các báo cáo về việc tên lửa rơi xuống khu vực Tel Aviv. Cảnh sát Israel cho biết vẫn chưa có bất kỳ thương tích nào được báo cáo. Cuộc tấn công nhằm vào miền trung Israel diễn ra sau các tên lửa chống tăng trước đó được phóng nhằm vào Magaliot và Menara ở miền bắc Israel từ lãnh thổ Liban. Tuần trước, tờ The Times of Israel đưa tin lực lượng phòng vệ Israel IDF tin rằng Hamas có khả năng tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa vào miền trung Israel từ khu vực Rafah. Và khi IDF tiến sâu hơn vào thành phố, nhóm vũ trang người Palestine này có khả năng thực hiện một cuộc tấn công như vậy. Liệu Israel có cần thêm vũ khí của Mỹ cho cuộc tấn công Rafah? Thông tấn xã Việt Nam dẫn nguồn tin từ trang The Guardian Anh, mức độ viện trợ quân sự của Mỹ cho Israel kể từ ngày 7 tháng 10 năm 2023, phản ánh cường độ của cuộc tấn công vào Gaza. Một số chuyên gia lo ngại cuộc tấn công lớn vào Rafah sẽ không thể xảy ra nếu Washington ngừng cung cấp bom, đạn pháo và các loại đạn dược khác cho Tel Aviv. Rất khó để biết số liệu chính xác về số vũ khí Mỹ đã gửi cho Israel. Một phần vì Washington thận trọng trong việc tiết lộ các chuyến hàng. Mặt khác, Mỹ cũng có thể dựa vào các phê duyệt cũ của Quốc hội, đôi khi có từ nhiều năm trước để gửi vũ khí cho đồng minh mà không cần giấy phép mới. Trước đó hồi tháng 3, giới chức Mỹ cho biết trước Quốc hội rằng hơn 100 đơn hàng quân sự nước ngoài riêng biệt đã được gửi tới Israel kể từ ngày 7 tháng 10 năm ngoái. Một tổ chức tư vấn của Mỹ báo cáo rằng Lầu Năm Góc đôi khi gặp khó khăn trong việc tìm đủ máy bay chở hàng để cung cấp cho Israel các hệ thống này vì có quá nhiều vũ khí đang chờ được vận chuyển. Thỏa thuận có thời hạn 10 năm do cựu Tổng thống Barack Obama ký vào năm 2016 đã cho phép Mỹ chi 3,3 tỷ USD cho vũ khí mỗi năm kể từ năm 2018, cùng với 500 triệu USD mỗi năm cho các hệ thống phòng không. Ngoài ra, vào tháng 4, Quốc hội Mỹ cũng phê duyệt thêm khoản viện trợ quân sự trị giá 13 tỷ USD, bao gồm 5,2 tỷ USD để tăng cường hệ thống phòng không hiện có. Quan hệ an ninh giữa Mỹ và Israel đã bắt đầu từ những năm 1960. Cho đến nay, Mỹ đã cung cấp hơn 123 tỷ USD viện trợ quân sự cho Israel. Viện Nghiên cứu Hòa bình Stockholm trong kho vũ khí nhập khẩu của Israel, 69% đến từ Mỹ và việc tạm dừng vận chuyển vũ khí rất hiếm khi xảy ra. Năm 1982, cựu Tổng thống Mỹ Ronald Reagan từng trì hoãn việc chuyển giao máy bay chiến đấu F-16 vì không hài lòng với việc Israel tấn công Liban. Trong cuộc xung đột hiện tại, Lầu Năm Góc rất ít khi công bố thông tin chi tiết về lượng viện trợ mà họ đã gửi cho Israel. Tháng 11 năm 2023, Mỹ đã gửi 320 triệu USD bom chính xác cho Israel. Tháng sau đó, Washington tiếp tục gửi 14.000 quả đạn xe tăng trị giá 106 triệu USD và 57.000 quả đạn pháo 155mm cùng ngòi nổ và mồi trị giá 147,5 triệu USD với 30.000 viên lựu đạn pháo cho Tel Aviv. Trong khi đó, lực lượng không quân Israel cho biết vào giữa tháng 2 năm 2024, họ đã tấn công 29.000 mục tiêu ở Gaza sau hơn 4 tháng xảy ra xung đột. Theo Bộ Y tế Gaza, đây là một phần trong chiến lược ném bom khiến 34.780 người Palestine thiệt mạng. Điều bất ngờ là Mỹ thậm chí còn cân nhắc cung cấp 1.700 quả bom 227 kg và đặc biệt là 1.800 quả bom nặng 907 kg hiện đã bị chính quyền Tổng thống Biden ngừng gửi tới Israel. Bom 907 kg nặng gấp 4 lần so với những quả bom lớn nhất mà Mỹ sử dụng để chống lại IS ở Mosul, đủ mạnh để làm nổ tung một khu chung cư nhỏ và để lại hố rộng 12 mét. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh để trở thành người đầu tiên theo dõi những thông tin mới nhất trên kênh YouTube Báo Sài Gòn Giải Phóng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.